chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Mình là Ngọc Vy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một cái ứng dụng rất là hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Một ứng dụng dạy tiếng Anh có tên gọi là Elsa Speak. Elsa này không phải là nữ hoàng băng giá đâu nhé, mà nó là viết tắt từ English Language Speak Assistant. Tí thì quên mất. Tóm lại thì nó sẽ là một trợ lý phát âm tiếng Anh cho chúng ta. Đấy, cho nên là cái ứng dụng này thì nó không có từ vựng ngữ pháp hay là nghĩa giống như là những cái ứng dụng học tiếng Anh thông thường, mà thay vào đó thì nó sẽ tập trung giúp chúng ta phát âm tốt hơn nữa thông qua công nghệ AI, tức là công nghệ trí tuệ nhân tạo đấy. Và điều đặc biệt là ứng dụng này đến từ một cô gái người Việt có tên gọi là Văn Đinh Hồng Vũ. Chính vì vậy còn đợi gì nữa, chúng ta hãy cùng khám phá luôn nhé. Mình nghĩ là cái ứng dụng này sẽ rất là tốt dành cho các reviewer của channel, những người mà có khả năng tiếng Anh hơi bị thôi bỏ đi. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu. Hi, my name is Elsa. I'm your personal English speech assistant. I can help you speak English like a native speaker. Đầu tiên thì ứng dụng này sẽ yêu cầu các bạn là nhập tên này. Đây, và cái điều thứ hai là một cái điểm cộng rất là lớn, đó là ứng dụng này sẽ cho phép các bạn là lựa chọn ngôn ngữ bản địa của mình. Vì là ứng dụng đến từ người Việt cho nên Vietnamese là ngôn ngữ xuất hiện đầu tiên. Dựa vào cái ngôn ngữ địa phương này thì ứng dụng hay là cái công nghệ AI được sử dụng cho ứng dụng này thì nó sẽ dễ nhận dạng hơn, và nó sẽ hướng dẫn chúng ta phát âm tốt hơn, phù hợp với người của mỗi đất nước. Rồi sau đó thì các bạn cần bấm continue, và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái đoạn hội thoại đầu tiên để cho Elsa kiểm tra cái trình độ của chúng ta. Tất nhiên là cái này thì các bạn phải có kết nối mạng rồi đấy. Đây các bạn thấy là vừa rồi mình không nói gì hết thì nó sẽ hiện chữ màu đỏ, tức là chúng ta sai rồi. Nếu như mà tạm tạm thì sẽ là màu vàng, còn chính xác thì chính là màu xanh lá. Nếu như mà các bạn không biết cách phát âm thì chúng ta có thể cho Elsa đọc trước và mình đọc theo chẳng hạn. I'm so nervous, it hurts. I'm sure nervous, it hurts. Đấy, các bạn vừa rồi có thể thấy là chúng ta có thể nghe lại cái phần phát âm của mình bằng cách bấm vào cái biểu tượng bên đây. Rồi, coi như là chúng ta đã hoàn thành cái bài kiểm tra đầu tiên. 89,26% đánh giá ban đầu để có thể là đưa ra những cái bài luyện tập và cái mức độ phù hợp. Tiếp theo thì các bạn cần đăng nhập, mình sẽ kết nối với cả Facebook. Chúng ta sẽ có những cái bài thử thách hàng ngày nữa này. Để xem là cái gì nữa. Cái này thì nó sẽ có tiếng Việt này là hay gây gỗ và có cả ví dụ luôn. Đây là bài kiểm tra hàng ngày. Ồ, có 3 trái tim nữa, đừng nói là có 3 mạng nha. Biết ngày là mình sẽ thất bại mà. Rồi, như vậy thì lúc nãy có 3 trái tim và sau 3 lần thử của mình thì trái tim đã tan nát hết và mình được có mỗi 25%. Bài kiểm tra kết thúc luôn. Như vậy thì đây là cái phần chính của giao diện Elsa này. Thứ nhất là các bạn có thể hỏi trực tiếp một cái từ nào đó để chúng ta học cái cách phát âm luôn. Các bạn sẽ bấm vào đây, có thẳng cái ví dụ cho chúng ta nè. Hoặc là các bạn có thể tự nhập vào, ví dụ như mình sẽ nhập một từ rất là quen thuộc, đây là Channel. Đó, như vậy thì sẽ có một cái là nằm ở trên là để các bạn tìm kiếm trực tiếp một cái từ để chúng ta học phát âm luôn. Thứ hai nữa là cái phần bên dưới này chia thành những ô vuông nhỏ thì nó sẽ chia ra nhiều gọi là cái khía cạnh khác nhau, nhiều cái vấn đề khác nhau để cho các bạn học. Ví dụ như là chúng ta có du lịch nè, travel, hay là doanh nghiệp, hay là tình yêu, và cả GS 2016 nữa. Chắc là mình chọn tình yêu thử xem. Đó, bấm vào cái mục thì nó sẽ chia thành nhiều cái cấp độ. Đó, bấm vào xem. Các bạn có thể chọn là chúng ta nghe trước hoặc là chúng ta trực tiếp chơi luôn ở đây, tức là chúng ta bắt đầu luyện tập luôn. How are you feeling today? I'm so nervous, it hurts. Vẫn sai cái từ phía sau. Đây, bây giờ thì nó sẽ hiện ra cái hướng dẫn cho các bạn cái cách đọc cả cái từ nervous, từ hurts thì nó sẽ có cái âm ur kéo dài. Rồi nó hướng dẫn các bạn là nên môi lưỡi của chúng ta nên như thế nào đó để chúng ta có thể phát âm được chính xác. Nhưng mà cũng là hướng dẫn bằng tiếng Anh không thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tổng kết kết quả này. How did I do? Oh my God, thảm họa này. Mình bị hai cái từ màu đỏ. Có tiếng vỗ tay nữa. Nó sẽ còn cái kết quả này. Chúng ta có thể play again hoặc là continue thì chúng ta sẽ lên một cái cấp độ tiếp theo. Các bạn có thể share cái kết quả của mình trên Facebook. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái cấp độ thứ hai. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ phát âm từng từ, và nó sẽ đánh giá từng từ cho chúng ta luôn. Nervous. Đấy, chúng ta lại qua một cái phần nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ đến một cái cấp độ thứ ba.
thì nó sẽ là một cái phát âm khó hơn nữa, và nó là một cái cách test khác nữa. Như vậy thì mỗi cấp độ của chúng ta không phải là cùng một cái kiểu bài test, là cứ một cái đoạn hội thoại mà chúng ta đọc nguyên một cái câu nữa, mà từ từ giống như là nó sẽ đi sâu vào hơn từng từ, rồi từng cái âm một, để giúp chúng ta có thể phát âm tốt nhất. Tóm lại thì chắc là nãy giờ các bạn cũng đã hiểu tại sao mà cái ứng dụng tiếng Anh này hiện tại nó đang hot đến như vậy, và nó đáng để chúng ta tải về mỗi ngày luyện tập để chúng ta có thể phát âm tốt. Chứ còn như mình, mặc dù là bình thường mình cũng hiểu này, xem phim chiếu rạp về tiếng Anh cái kiểu vẫn hiểu đấy, nhưng mà phát âm gà gà thì vẫn bị ném đá cho banh xác thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy học phát âm cho thật tốt, đúng không? Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.